cơ sở massage mang tên là Hạnh Phúc, mà đôi vợ chồng lại phải xa nhau. Ông xã thì lâu lâu mới về ăn lần, hôm nào massage dạo có dư tiền thì cuối tuần cho mấy đứa nó ra thăm cha nó. Tại vì mình có tiền thì mình mới đi xe ôm đi 2 chiếc lần. Gánh mưu sinh như quàng nặng. Ông nói là khách ít mà mình mướn nhà, mướn mặt bằng cao thì mình làm lời. Đóng tiền điện nè, tiền nước nè, tiền mặt bằng nè, sửa tiền tả cho con thì mình không có cam nổi. Cộng thêm cái dịch bệnh đó thì cơ sở càng khó khăn hơn. Thế nhưng họ vẫn không ngừng hy vọng. Mong là cơ sở nó có đông khách để mà lo cho mấy đứa nhỏ nó ăn học. Cảm động trước sự nỗ lực vượt khó, các chị thần quyết lòng ra tay. Kính mời quý bà con đón xem chương trình Thần Tài Gõ Cửa phát sóng vào lúc 19 giờ 10 phút Chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.